Kính chào quý vị và các bạn. Đứng trước ống quay của tôi là một cây kẹt xanh. Cây này là của ông Đặng Xuân Vẻ. Cây này tuổi đời nó cũng mới được có 14 năm. Đấy, cây này là hiện tại là ông ấy chưa tỉa. Cũng rất tiếc là hôm vừa rồi được mời ông ấy lên triển lãm ở câu lạc bộ Thành Đông Hải Dương, ông ấy bận nên là cây cũng chưa có ai chăm sóc, chưa tỉa. Các bạn nhìn thấy nào,